Nổi tiếng là chẳng làm mích lòng ai bao giờ. Ấy vậy mà Lưu Đức Hoa lại tuyên bố cạch mặt Trương Bá Chi. Hóa ra vì nàng Ngọc Nữ từng có quá khứ khó đỡ. Trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, nếu xếp hạng những ngôi sao tốt tính nhất thì Lưu Đức Hoa chắc chắn phải ở top đầu. Anh chẳng bao giờ làm mích lòng ai, còn sẵn sàng tha thứ cho những người từng phản bội mình. Thậm chí cho dù rất ám ảnh vì hợp tác cùng Angela Baby, Thiên Vương Hồng Kông vẫn chẳng bao giờ buông lời không tốt với cô. Ấy vậy mà riêng Trương Bá Chi, Lưu Đức Hoa đã phải công khai cạch mặt, cho tôi thù lao cao cỡ nào thì tôi cũng không hợp tác cùng Trương Bá Chi. Vậy tại sao một người như Lưu Đức Hoa lại buông lời cay đắng với Trương Bá Chi? Chúng ta hãy ngược dòng thời gian quay lại 20 năm trước nhé! Chuyện xảy ra vào năm 2003 khi Lưu Đức Hoa và Trương Bá Chi nhận được lời mời diễn chính cho phim điện ảnh Đại Hòa Thượng. Thời điểm đó ai cũng đặt kỳ vọng cao vào tác phẩm này vì nam chính là Thiên Vương đại diện cho Lưu Lượng, nữ chính là Ngọc Nữ đình đám nhất bấy giờ, họ đều có diễn xuất tốt. Phim mới quay thôi mà đã chắc xuất phá đảo phòng vé rồi. Ai mà đoán được, bộ phim này lại là khởi đầu cho mối bất hòa kéo dài hàng chục năm. Vì hóa thân thành anh chàng cơ bắp lực lưỡng nên Lưu Đức Hoa vất vả hơn Trương Bá Chi nhiều. Anh thường đến phim trường từ rất sớm để dành đến 7 đến 8 tiếng đồng hồ hóa trang cho vai diễn của mình. Đâu chỉ là đến sớm thôi đâu, suốt thời gian hóa trang, chàng tài tử còn không ăn không uống, chịu đựng sự khó chịu vì dị ứng với keo rán nữa cơ. Ấy vậy mà Trương Bá Chi lại chẳng hề cảm thông cho chàng ảnh đế, luôn đến trễ và bắt anh chờ đợi thêm vài tiếng đồng hồ mới chịu bắt đầu cảnh quay trong ngày. Lưu Đức Hoa bực lắm, nhưng vì cả đoàn phim nên anh đành cắn răng chịu đựng. Cảm xúc của Lưu Đức Hoa bùng nổ khi cả hai quay cảnh treo người. Trương Bá Chi tự ý rời phim trường, bỏ mặc Lưu Đức Hoa đang ở ngoài trời với bộ đồ hóa trang nặng 30kg, lại còn phải treo trên dây cáp suốt 30 phút. Thà rằng cô có việc bận thì đỡ, thế nhưng cô rời đi là vì bận buôn chuyện với bạn, bàn việc ăn uống hay mua sắm túi sách hiệu. Đây đâu chỉ là coi thường đơn thuần, mà giống như cô đang cố ý khiến đàn anh nếm mùi đau khổ vậy. Thế nên, ngay khi bộ phim hoàn tất, Lưu Đức Hoa đã đích thân gọi điện cho Hướng Hoa Cường và Trần Lam cha mẹ nuôi của Trương Bá Chi thời điểm đó. Từ nay về sau, em sẽ không hợp tác với Trương Bá Chi nữa. Phim nào có cô ta thì không có em, nghe thôi là đủ biết chàng Thiên Vương tức giận đến nhường nào. Mà đâu phải anh thôi đâu, người ngoài còn phải bức xúc dùng ngôi sao vô gian đạo. Mà Trương Bá Chi không chỉ làm mình làm mẩy với Lưu Đức Hoa thôi đâu, cô còn khiến Hướng Hoa Cường và Trần Lam phải đau đầu vì tính ngôi sao đó. Ban đầu, vợ chồng vua không ngai Hồng Kông còn dáng chịu đựng vì cho rằng Trương Bá Chi còn nhỏ nên không chín chắn. Thế nhưng, cô lại làm trầm trọng hơn, khiến nhiều đoàn phim phải kêu khổ miết. Sau cùng, Trần Lam phải đoạn tuyệt với cô con gái nuôi, sẽ mãi không bao giờ hợp tác với Trương Bá Chi nữa. Không có bố mẹ nuôi chống lưng, lại bị Lưu Đức Hoa và các nhà sản xuất Hồng Kông cạch mặt nên sự nghiệp Trương Bá Chi tụt dốc thê thảm. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy, khoảng chục năm gần đây, cô chẳng còn tác phẩm đáng chú ý nào nữa. Phải đến tận lúc này cô mới hối hận, nhưng đã trễ quá rồi. Thế mới thấy, Trương Bá Chi dù đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Vì tuổi trẻ hành xử quá chầu tre mà khi bước sang ngưỡng xế chiều phải nếm đủ quả đắng.